Xin chào các anh em. Hôm nay thì bên Nam Hải sẽ giới thiệu cho các anh em về cái máy in laser cầm tay. Đây là cái thiết bị để sử dụng in các ký tự, là in thời gian này, in số đếm này, là in hình ảnh, in logo chẳng hạn, là in mã barcode, là mã barcode này, barcode này, rồi in mã QR. Đây, thời gian hay hạn sử dụng, ngày sử dụng, ngày sản xuất, hạn sử dụng đâu. Đấy, thì nó có bằng đấy cái chức năng để có thể là sử dụng để in theo cái nhu cầu của anh chị. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn cho anh chị để các anh chị có thể là in được các cái sản phẩm đó. Đấy, thì anh chị có thể là thao tác ở trên đây hoặc là có thể là thao tác trên máy tính cho nó copy qua cái dữ liệu USB này. Qua cái dữ liệu USB này để sau đó thì em các chỉ nốt vào trong máy để thực hiện cái thao tác in trên máy này. Đấy, thì sẽ test thử cho các anh chị để các anh chị biết cái chất lượng in đấy, thì nó đặc biệt phù hợp cho các anh chị in trên mặt phẳng và có thể là tích hợp trên băng tải để các anh chị sử dụng. Đấy, thì đây có vị trí kết nối vào mạng đó, đây là nút sạc nguồn, đây là cái mực in, cục mực in HP. Đấy, thì sau khi mà các anh chị để sau khi in thử cho các anh chị để anh chị xem, đây đặt tên đó. Đó, xong anh chị nốt, các anh chị ra đây thấy cái file vừa với sinh trưởng. OK. Đó. Thì bây giờ là các anh chị có thể in. Đây, thì bấm vào nút printing. Đó. Chế độ in đang hoạt động. Thì sau đây thử cho các anh chị. Cho các chị. Cần lót lại màn hình. Máy đang khởi động. Các chị nhớ là khi mà mình khởi động lần đầu là trước khi khởi động là các chị nên bỏ cái cartridge ra. Đó, thì cái hiển thị nó đó, bây giờ bấm print thì nào, OK. Mấy cái giấy khác. Đây. Đấy, các anh chị thấy in nét không? Đó. Thì cái số hàng ở trên này thì mình có thể là in được thành 3 hàng. Đó. Mình có thể in được 3 hàng. 1, 2, 3 hàng. Đó, và cái chiều cao của nó lên tới 25 mini, chiều cao in là 25 mini. Thì các cái kích thước này các anh chị có thể là điều chỉnh được. Đó, ở đây anh chị có thể là chọn cục file in hình ảnh. Đây là một cái hình ảnh in logo thì các anh chị có thể là in. Anh chị bấm nút này. Sau đó bấm lại để nó nhận dạng hình ảnh. Đó, thì cái hình ảnh này là mình đang thì vẽ nó rất là thô sơ. Hình ảnh bản thân ở trên máy nó phay góc của nó là rất là mờ, nên là khi mà mình in ra này nó chưa được nét lắm, nhưng mà nếu mà anh chị mà có phay hình ảnh chuẩn ấy là nó in nó rất là nét. Đây, chất lượng in thì các anh chị có thể nó phù hợp, rất in phù hợp trên cái bề mặt phẳng và các cái dạng túi, in lên túi là rất phù hợp, tốc độ nhanh.
chỉ cần kéo kéo qua thôi. Đấy thì anh chị cần tìm hiểu thêm về sản phẩm thì các anh chị có thể là liên hệ đó, vào website của công ty đây, thì các anh chị có thể tìm hiểu kỹ thêm về máy hoặc là điện thoại trực tiếp với chúng tôi thì chúng tôi báo giá sản phẩm. Cảm ơn các anh chị.